Chào toàn thể anh em đam mê BCB trên mọi miền. Lời đầu tiên ở trong clip này là xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đam mê trong những ngày qua đã ủng hộ em. Và cùng hơi buồn có một anh em nữa ở Quảng Nam, nói chung là cùng hơi bị lăng nhăng. Hỏi mua canh gốn mà mua từ canh 18 in hay 24 in xong chuyển xuống 14 in. Đấy, nó kêu chuyển khoản thì bảo là không chịu. Mình nói là nếu mà bác sợ bị lừa thì bác có thể tìm hiểu em cho kỳ rồi hãy mua, xem thử em có uy tín hay không rồi hãy mua, còn nếu không thì bác có thể mua chỗ khác cũng được tùy bác. Đấy, kêu sợ bị lừa thì em không có chơi đâu, em tin tưởng bác, ok bác uy tín mà. Ủa, tin tưởng mà sao bác lại không chuyển khoản? Vậy là vô lý lăng nhăng. Nói chung hỏi mua cái canh mà nhân tín hỏi mới từ có là 2 tuần bỏ tay như bạc luôn. Em nói thiệt các anh các bạn đam mê chân chính, hỏi anh em thử giải trí đam mê có uy tín hay không rồi hãy mua hàng nhá. Còn đặc biệt trước giờ 2017 đến giờ em chưa bao giờ đụng chạm chứ có ai 1.000 hết, không bao giờ ăn cắp hay lừa đảo ai gì 1.000 hết. Đấy, em nói rõ trong cái clip luôn cho anh em nghe nhá. Còn hình thức mua hàng của em là đây này: một là anh em tải Viber về, anh em kết bạn với em, nhắn tin với em để dùng, không cần kết bạn luôn, tải về bấm vô số điện thoại em là ra thôi. Rồi thứ hai là Telegram, anh em có thể nhắn tin trao đổi hình ảnh được tất cả hai cái ứng dụng này, hoặc anh em gọi điện trực tiếp cho mình hoặc anh em nhắn tin cho mình. Bên mình chỉ nhận chuyển khoản không ship CO đấy, gửi xe hay là gửi như thế nào thì tùy nhá, anh em nghe rồi nhá. Đấy, không ship CO đấy nhá. Ở trong clip này em sẽ khuyến mại hai cái kênh giảm giá cực sốc cho anh em, đó là kênh thứ nhất, kênh Let's see hồi trước là cùng đầu năm đấy. Đấy anh em nhé, có nghĩa là giá của nó khoảng 5 cũ hơn. Bây giờ em sẽ để cho anh em là đầu ba nhé, đấy có nghĩa là nhìn ba cũ, nhìn hơn ba cũ đó anh em nhá, nghe rồi nhá. Đây là bản lẹt xí này, 14 inch, phí của nó phí 12, rất là nhẹ anh em nhé, chắc chắn nhẹ, canh thì cực chất cực đỉnh, anh em xem hướng nhá. Đó anh em thấy đỉnh chưa, đỉnh có chót chưa. Mình sẽ review hướng quá, anh em muốn xem hướng hãy bấm tạm dừng video lại để nhìn. Đấy, hàng hóa nhiều cho nên em sẽ quay sơ qua cho anh em nhìn nhé, cực kỳ là đỉnh, đỉnh của đỉnh luôn anh em nhé. Let's see thì thương hiệu anh em biết rồi. Tiếp theo là thằng Lo Tha. Lo Tha thì ở đây em có 5.58 inch và 6.35 18 inch và 5.524 inch. Hàng này là hàng của công ty. Em cùng để đầu bá cho anh em nhá. Bản này là bản 5.58 inch này. Em cùng đang giảm giá đầu bá cho anh em luôn. Đó, dâu còn dâu. Để mình lại cái nào mình phải sinh cái này hình như chữ lau dâu, để mình lau dâu nhá. Đây là bản 5.58 inch anh em nhá, mời anh em xem hướng này. Đây, đây là thằng Lo Thá này, đẹp không anh em? Đó, anh em có thể bấm dừng lại để xem hướng tuyển cho kỳ nhá, cực kỳ là đỉnh. Rồi clip em sẽ làm ngắn gọn thôi để anh em, đó là canh Lo Thá cùng có giá đâu bá. Và tiếp theo em khuyến mại tiếp thằng Green, Green đó anh em thấy chưa, thằng Green giá cùng đâu bá luôn, anh em tranh thủ. À, cực kỳ đẹp hướng của nó này, đỉnh không anh em? Rồi, đó là 5.58 inch, đây cũng 5.58 inch luôn. Ui chà chà chà, để em lau dâu nhá. Rồi em đã lau dâu rồi nhá, anh em xem hướng của nó này. Đó em nhìn được không, cực kỳ đỉnh, đỉnh của chóp,
Đầu này là đầu vào ổ kèo. Đây, rồi. Tiếp theo, thằng green này em cũng đang giảm giá là đầu 3 nha. Tiếp theo là thằng chậm 25, tức là 6.35. Em sẽ soi khương anh em xem, rồi anh em thích cái canh nào đó là anh em bấm dừng lại anh em xem nhá. Đây. Anh em nhìn 635 đỉnh không? 635 của nó là 10 khương. Khương mỏng. Cực kỳ là đỉnh luôn. Nhưng hàng này bên em vẫn bảo hành 1 đổi 1 cho anh em nhé. Bảo hành 1 đổi 1. Canh thì đã được công ty tẹp trước khi gửi về cho em. Nên anh tâm anh em yên tâm mua hàng. Đừng có sợ gì hết đó. Lòi đổi miễn phí. Rồi tiếp theo là thằng Gunpowder Niken. Em có 18 inch 5.5 và 6.35, 24 inch có đầy đủ. 5.5 và 6.35 có 24 inch và 18 inch. Đấy. Thì hàng được công ty gửi về là đều được tẹt cả. Bản này là bản mới nhất của Gunpowder. Rất chứ là đẳng cấp luôn này. Vừa rồi ông anh ở ngoài chỗ Quảng Ninh có lấy canh 24 inch bém sử dụng 150 bình thường. Gunpowder ép mà ní kém. Cực kỳ là đỉnh chọn. Bản này là 6 hướng tuyển anh em nhá. Trời ơi anh em nhìn thực. Đỉnh chưa? Đó anh em xem nhá. Quay cận cảnh để anh em nhìn hướng nhá. Quá đẹp. Cái này gọi là anh em chơi phản hồi rất chi là ok. Trùng gọi là cực kỳ là cao luôn. Tiếp theo là thằng Gunpowder F. Thằng này là chỉ có bản 18 inch 5.5. Thằng này chuyên salon luôn. Chơi nậm vẫn ok, không khác gì hạt với kẹt 100 nhập cả. Gọi là Gunpowder bạc ẹt. Đó. Con chậm 22 phí 16. Có nghĩa là 5.5 12 khương tuyển kiếm nhé anh em. Để cho anh em xem cho rồi. Đó. Đó anh em nhìn khương của nó này. Khương kiếm. Thằng này vậy thằng Gun mà đi kén là băng giả nhau nhé. Đấy. Cực kỳ đỉnh. Nó chơi được nậm luôn, để em thông viên kèo nậm cho anh em xem nhé. Em sẽ thông qua cho anh em xem nhé. Đây, bên đây là mặt cho ké này. Đấy, cho ké nó 2.5 cm. Anh em thấy không? Cho ké 2.5 cm. Chợt nơi cái chữ giải trí đam mê luôn đây. Đó. Giờ anh em sẽ xem khương lại rồi, tí nữa sẽ xem kèo nhé. Đây, khương của nó đây. Anh em nhìn được chưa? Đỉnh chưa? 12 khương tuyển kiếm. Đấy. Anh em thấy cái vòng tròn đoàn cho kéo giống như là hạt về đục 100 ấy. Nó chơi được vơ là được sa lúng mà vơ được nậm. Thằng này nếu anh em chơi được tốc 960, 970 là rất chứ là chùm đấy. Tại vì là hồi mà 2019, 2020 em đã chơi một cái. Em đã chơi một cái anh em nhé. Rất đỉnh. Hạt về đục luôn. Ý chán hạt về đục 100 luôn. Giờ anh em sẽ xem kèo cắm. Em thông viên kèo nậm. Chụp. Khương á. Khương cắn bé tí. Đấy. Cắn mỏng. Đều đẹp. Đó anh em thấy chưa. Thằng này thổi sơ lục thì khỏi ban luôn ấy. Ừ, chà chà. Quá đỉnh. Rồi em sẽ thông viên sơ lục anh em xem nhá. Đây, em bỏ viên sơ lục vô thông cho nhánh cho anh em xem này. Chúc, quá đòn cho kén chặt khiếp. Quá đà. Cảm giác với kèo nó ra bọt cho ké sướng lắm. Cho ké nó bọt. Đây là viên silu 5.5
5.5 mẫu. Ồ trời ơi, hướng cận mỏng đỉnh này, nơi anh em thấy hướng không, cận mỏng lắm đó. Đó em đầy một vòng anh em xem nhá, mỏng lắm đó. Này, em nhìn rõ được không, cực kỳ đỉnh, không khác chỉ hạt với kẹp 100 hết, đẹp lắm. Ừ, trời trời trời, bông hoa, một bông hoa nhỏ cực kỳ đẹp. Thôi được rồi nha, clip em xin kết thúc tại đấy. Thì anh em nào xem clip thích cành nào, muốn xem hướng tuyển cực kỳ rõ thì anh em bấm dừng lại, và anh em nhớ xem chế độ HD là 1080, rất chỉ là rõ luôn. Rồi anh em nào mà những cái mặt hàng nào của em hôm nay thì anh em vui lòng tải Viber hoặc là Telegram về nhắn tin cho em để em tư vấn rồi để đặt hàng, hoặc anh em gọi điện trực tiếp cho em. Rồi em xin kết thúc clip tại đây, anh em nhớ cho em một like và một lượt đăng ký nhé để theo dõi. Rồi chào anh em, hẹn anh em ở những clip sau.